Trời ơi, đi học cũng có cái áo để mà có cổ quàng thương không? Cô chủ nhiệm à, có thể cô quan sát lên nhanh nói để đưa tên cái câu với ở cái câu thì em là vừa mới nhận lớp mấy hôm nay thôi. Bây giờ hôm nay là buổi học đầu tiên để học trò, nhưng mà cơ bản là cũng giáo viên trong trường cho nên cũng có biết học sinh hoàn cảnh học sinh. Vì vậy cho nên là giờ biết thì biết về, nhưng mà khi cháu nói lên được cái hoàn cảnh của cháu thì cũng có những cái giống vui nhất. Ngại có thương ấy. Ăn buổi sáng mà cách cái bệnh để đến cuối tuần bởi về cho mẹ. Bữa nào đi thôi con ăn đi cuối tuần của cháu. Đây nữa đưa cô Lê cách để cô Lê đưa cho cầu để cầu nuôi nhé. Thưa tất cả các sư thầy sư cô cùng anh Dũng trong đoàn tình nguyện tình nhất liên nhiên về hôm nay thăm trường, thưa anh Trần Văn Phúc cùng theo luôn bạn luôn đồng đi bạn, thưa anh Đức là đứng đầu đó nguyện thì theo cái linh thông báo rồi thì anh Dũng đồng liên kết làm công tác tình nguyện lâu năm cũng đã đảm bảo trung tâm cùng thị mỹ bây giờ chuẩn bị chuyển công tác mới thì rất là vinh dự được chọn là sư cô sư thầy tại trung tâm biên cương và vùng cao của biên giới huyện Lệ Thủy. Thì buổi lễ chiều nay để báo cáo về sư thầy sư cô các anh tham dự đoàn trao đổi về thị mỹ chiều nay vừa đến thăm trường nhân dịp khai giảng và có những món quà đầu năm vừa ý nghĩa trong dịp khai giảng cũng vừa là tới đây là chúng tôi tới là có cái dịp là dòng tết trung thu cho các em học sinh thuộc đồng bào dân tộc. Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, các em học sinh và bà con phụ huynh rất là cảm ơn tấm lòng vàng thầy sư cô đã đến tận nơi để trao tặng. Đây là xin một chút sức khỏe các sư thầy sư cô và các quý vị đại biểu tham dự chương trình. Thì theo chương trình báo cáo về các sư cô sư thầy về các anh chị thì anh dũng có người đầu mối liên kết đấy là đưa vào nên thì theo mời anh tâm sự về cao độ. Dạ, trước hết thì cô xin dùng xin cảm ơn đến sự tiếp đón và của thầy cô trong trường. Dạ, kính thưa thầy Mỹ, kính thưa anh Phúc, kính thưa sư cô, chủ trì tin báo và quý Phật tử cũng như thầy cô giáo. Sư Dũng thì sinh ra và lớn lên ở vấn đề về gì quê quán ở đại phòng quốc tế của mình. Thì trong một lần Xuân Dũng đi về miền Trung cũng vận động để làm tình nguyện thì được thì như một cái duyên nào đó và đã được nhóm Phật tử quý Phật tử của Thiên Thượng Lương Nghiêm đó là sư cô Thích Hương Hề Bảo là chủ trì đã tin tưởng và đồng hành cùng Xuân Dũng trong những ngày hỗ trợ cho người dân Lệ Thủy của chúng ta. Và trong cái lần đó thì đã đưa cô đến thăm ngôi trường khuyết tật của huyện Lệ Thủy. Thì lúc đó thì thầy Mỹ đã công tác ở đó. Hôm nay thì chúng tôi cũng lại tiếp tục về quê đồng hành cùng với các em học sinh thì cũng có liên hệ với thầy Mỹ rằng là sư cô cũng muốn về ở đó làm thiền nguyện. Tuy nhiên thì được biết là thầy lại chuyển công tác lên ở đây thì cũng là một cái duyên và sư cô cũng có nói rằng là cái số lượng mà 50 em học sinh như đó thì ít quá mà sư cô thì cũng trao nhiều hơn, cũng báo cáo luôn là sư cô được này đi ra mà trao hỗ trợ là hơn 500. Yeah. Ở đây xong còn về cái nhân tộc đồi núi nữa, sáng thì đi chỗ phong thủy và chỗ án thủy là chỗ tôi quyết tâm nữa. Thế là đợt này sư cô nhiều và sư cô nói rằng là sư cô muốn trao nhiều hơn cho giúp nhiều hơn cho người dân miền Trung. Thì chúng mới liên hệ với thầy Mỹ để có được cái ngày hôm nay là được đưa đoàn sư cô lên đây để được trao quà cho các em. Thì cái phần quà của sư cô dành cho các em đây thì gồm ở đây là
lúc đầu thì hơn 205, bây giờ là chung là 205 đúng không? Dạ. Thì bọn em là 10 tập vở để mừng cho các em vào khai giảng năm mới. Ngoài ra thì cũng vì dịp Tết Trung Thu, sư cô muốn phát tâm tặng cho các em một phần quà Trung Thu gồm có lồng đèn, rồi Trung Thu, rồi sữa, rồi cái kèm gì trong đó nữa. Dạ, đó là như vậy. Dạ, thì ngoài ra thì cũng sư cô cũng quan tâm đến các bạn nhân viên nhà trường ở những lễ trường, và sư cô cũng có một chút quà riêng để cho nhà trường. Dạ, đó là những gì mà sư chủ được chia sẻ lên. Còn tiếp theo thì có lẽ mời sư cô Thích Nhật Thầy Bảo thay mặt tổng đoàn sư cô có thể là nhà phát biểu đôi chút nữa. Dạ, vậy thì có thể là mời sư cô lên để tặng cái món quà đó luôn đi đã ha. Dạ. Thì hôm nay thì quý vị em đến với ngôi trường của mình đây, thì tôi cũng cảm thấy một cái điều làm rất là xúc động khi mà thấy ở phía trên có những cái điều từ nó rất là ý nghĩa về tình cảm. Thì cũng giúp cho ban giám hiệu trường, thầy cô và các em học sinh trong một năm sắp tới có nhiều cái gì tốt hơn trong học tập, và hy vọng rằng đoàn viên phật tử của sư cô sẽ gắn bó lâu dài với ngôi trường. Và một lần nữa chúc toàn thể thầy cô, các quý vị đại biểu và các quý phật tử, các sư cô ở đây là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ, xin chào. Trường phổ thông dân tộc bán trú Kim Thủy, nơi giảng dạy những em học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Các em là những người dân tộc Bru Vân Kiều, thuộc diện gia đình khó khăn nên đã được đưa tập trung về đây, nuôi dạy, học ở lại đây một tuần rồi mới được về nhà. Tất cả mọi kinh phí, học hành, ăn uống đều đã được nhà nước lo và tài trợ. Tuy nhiên, các em vẫn thiếu thốn rất là nhiều so với các bạn ở nơi khác. Các em gia đình khó khăn rồi thiếu áo mặc, thiếu đủ thứ đủ bề, ăn thì không no, lo thì chưa tới. Và hôm nay sư cô Thích Nữ Huệ Bảo, trụ trì của tỉnh Thất Liên Nghiêm cùng với 12 Phật tử của mình về đến ngôi trường này để trao 205 phần quà cho 205 em học sinh ở đây. Vâng, mỗi em một phần quà Trung Thu, cũng như mỗi em có 10 cuốn vở mới để chào đón năm học mới. Phần quà tuy không lớn nhưng đây là tình cảm quý báu thiêng liêng mà quý Phật tử của tỉnh Thất Liên Nghiêm dành cho các em học sinh miền núi, người dân tộc vùng sâu, vùng xa ở miền Trung, đặc biệt đó là ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn đến sư cô Thích Nữ Huệ Bảo cũng như các quý Phật tử đã đóng góp, ủng hộ, đồng hành, mua quà cho các cháu ở đây cũng như ở những nơi khác. Qua video này, Xuân Dũng xin gửi lời cảm ơn đến các quý Phật tử, các nhà hảo tâm của tỉnh Thất Liên Nghiêm rất là nhiều vì đã hướng về đồng bào, hướng về những người dân, những trẻ em vùng cao, vùng xa xôi, vùng miền núi của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xuân Dũng cũng thay mặt đoàn thiện nguyện của sư cô Thích Nữ Huệ Bảo, trụ trì của tỉnh Thất Liên Nghiêm, chúc cho thầy và trò của trường dân tộc nội trú Kim Thủy được nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới. Và sau đây xin mời mọi người cùng xem lại những hình ảnh mà Xuân Dũng cùng sư cô và đoàn thiện nguyện của tỉnh Thất Liên Nghiêm trao quà cho các em học sinh trong từng lớp quý vị nhé. Xin mời quý vị. Dạ vâng, những phần quà ở đây là 205 phần quà đang được để ở đây và nhà trường sẽ bảo quản lại để trao cho các em trong vài ngày tới, nó ý nghĩa hơn. Đó. Nó méo máu buồn. Nếu quá, ôi, ôi, ôi.
ăn nha. À, quý vị đang thấy những hình ảnh mà đoàn tình nguyện của tỉnh Thất Liên Nghiêm, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đến trao quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số, các em người dân tộc Vân Kiều thuộc trường tiểu học bán trú Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Rồi mình sang qua bên trường bên kia. Rồi chào các con, chúc các con học giỏi nha. Dạ, lớp 1 rồi mình qua. Lớp 1 này. Qua rồi, lớp bên cạnh này. Rồi, giờ biết gì không? Con hướng dẫn đẹp hơn, cũng còn bự hơn. Rồi, mình mời mời ra. Dạ. Gia tăng luôn con nha. Chào anh. Anh quên không? Có lý. Cháu nói biết nói A Di Đà Phật không hả? Mấy cháu ở đây chưa có quen. Rồi đủ rồi, mình qua bên kia. Dạ. Đủ đủ qua bên kia, bên kia. Xem cái tập của con. À. Ủa sao tập ở đây lại 4 ô ly à? Thế à? Các... Không, ý nói là các em đang viết 4 ô ly mà. Năm ô ly của mình được phải không? Dạ dạ. Những mầm non tương lai à, những mầm non tương lai đây.
giỏi quá, giỏi quá. À, xin phép cô. Dạ. Dạ. Tặng quà cho mấy em chút xíu. Rồi, đủ rồi cơ. Đủ rồi. Số 17. Dạ, bạn này ngồi chật đấy ha. Dạ. Rồi, chúc các con ngoan học giỏi nha. Giỏi quá. Em đây nữa, một phần em đây nữa. Một phần nữa Đức Minh ơi. À, hai phần nữa. Một em một con. Một em à. Ui, xin lỗi.
Các em nói lại một lần cho chú nghe cái to lên coi. bây giờ đây cháu từ nói là một mình cháu thôi, cháu nói lại nghe sao. Cháu nói đi. À, còn mà tiếng của người dân tộc cháu á, người mình người Vân Kiều thì nó làm sao? Nó làm sao? Hả? Chú thích nghe cái tiếng của hả? Tiếng Vân Kiều nó làm sao? Chúng cháu chào các cô à làm sao? Ai nói được, ai hát được một bài có thêm tiếng Hoa nè. Hát một bài tiếng người tiếng Vân Kiều nè. Cô coi. Trời ơi, đi học cũng có cái áo để mà có cổ quàng. Thương không? Đây một phần rồi nè. Hai phần nữa. Rồi. Rồi thôi chúc các em học giỏi nha, ngoan học giỏi nha. Rồi. Rồi. Nói tiếng Bru lên hả? Ai nói được hả? Nói tiếng đồng bào mình đó. À, không rồi. Vậy là người dân tộc Vân Kiều like rồi, like kinh rồi. Lại like dân tộc kinh rồi. Không, nếu như mà ở ngay tại bản địa thì nó có thể, nó không biết nói tiếng Việt, nhưng mà về được, về học ở đây thì nó được tiếng mình tốt hơn. Phải tập về tiếng Việt, cô mẹ này cho cả con phải đọc và nói tiếng Việt. Được quen. À, đó đó. Trong lớp là chuyến tiếng Việt giống bên học tiếng Anh vậy. Ở đen hay nào? Bé nào? Bé dưới hả? Ôi. Đẹp cho con mua bộ đồ nha. Rồi cảm ơn cô. Áo mặc áo ba lô. Tại như bạn này còn có áo có tay phải không? Đấy áo ba lô mà đeo khăn quàng đúng là quá thương. Cô giàu nhờ chứ, cô giàu nhờ thì dành cháu ấy mà mua ảo nhá. À, đây là những em ở lại một tuần nữa cô, xa cha xa mẹ. Ở lại một tuần rồi mới về. À. Xe cô thì ai đưa đi? À, phụ huynh đón chứ không có hỗ trợ được hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái kiểu như là giày dép, áo quần là trong nhà định phải từ từ nha. Rồi, tạm biệt, kính tạm biệt các con, chúc các con ngoan học giỏi. Tạm biệt, bye bye, đưa tay chào cái nào. Đó, vẫy tay nè. Giỏi quá. Rồi. Cô ơi, xin phép cho một phút cô. Dạ. Thì em có thể đứng lên nha. Rồi, khoan nãy dạ. Em tên gì nè? Dạ, dạ. Em Hồ Thị Liên. Dạ. Lê Hiền hay là sao? Liên. Liên, Hồ Thị Liên. À. Rồi, bây giờ bố của bố cháu là đang làm gì? Cháu cũng có bố. Cháu không có bố à? Mẹ? Mẹ cháu có. Mẹ có, mẹ làm gì? Mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu cũng đi làm. Đi làm hả? Mẹ cháu không đi làm hả? Dạ. Nghe nói mẹ cháu bị bệnh hả? Dạ. Bệnh gì? Cháu không biết. Cháu không biết. Thôi nha. Rồi bây giờ có sư cô tặng quà cho cháu nha. Dạ. Nha. Cái này nó đưa nha, nói với cô chủ nhiệm làm sao mà đưa về cho mẹ nha. Dạ. Ừ. Dạ. Đi làm đâu rồi? Cô chủ nhiệm có thể cô quan tâm.
Lê nhanh nói để đứa tên tay con biết ơn với câu thì em là vừa mới nhận lớp mấy hôm nay thôi. Bây giờ hôm nay là buổi học đầu tiên để học trò, nhưng mà cơ bản là cũng giáo viên trong trường cái này cũng có biết nó khi hoàn cảnh học sinh. Vì vậy cho nên là giờ biết thì biết về, nhưng mà khi cháu nói lên được cái hoàn cảnh của cháu thì cũng có những cái nó vui chút. Ngại có thứ này. Ăn buổi sáng mà cách cái bệnh để đến cuối tuần bởi với cho mẹ. Bữa nãy đi thôi con ăn đi cuối tuần của cháu. Đây nữa đưa cô Lê cách để cô Lê đưa cho cầu để cầu nuôi nghe. Chứ không được ăn quà vặt nghe. Lê Lê coi tổng tiền bao nhiêu cho chị. Hồi nãy có 200 đồng. Rồi 200 đồng. À, rồi em để em cách để đưa để cho cầu 400, 600, 700, 800, 900. Ôi giời, thêm nữa. 1 triệu 1. Nghe, rồi Lê cách để sao đi. Đưa là cho cầu nghe. Đưa cầu cô nuôi. Cô giữ đưa vào có đơn vị vậy cô ấy là mời cầu tới nghe. Để biết được là tấm lòng của thầy Mỹ, cô Huệ và cô chủ nhiệm xin cho con nghe. Rồi cái cô chủ nhiệm cách đó là rồi khi mà trao là để mời về nghe. Ừ. Cái hoàn cảnh này nghe. Rồi thấy thương quá, có hai cô Phật tử là cô Mỹ Lan và cô Diệu Phương gửi cho cháu thêm 400.000 đồng nữa, cháu nhận nhá. Rồi bây giờ con gửi cho cô đi để cô đưa về cho cầu nhá. Như vậy là ở đây 1 triệu 1, đây thêm 400 nữa là cô giữ cho con là 1 triệu rưỡi nhá. Rồi. Thế thôi ha. Khi nhỏ là cứ mình trần thân của cục thịt vậy thôi. Mẹ không kiểu cha bị chẳng cái gì hết. Mà mấy đó mà kiểu giống trời sinh trời diễn. Dạ. Ủa ha. Dạ rồi, cô thầy chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi chào các con nha. Bye bye. Dạ. Bye bye. Nào, bye bye nào. Rồi. Lạy Phật từ bi con đã quay về, tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an trầm hương tỏa khắp nơi.